Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin tối thứ năm, ngày 12 tháng 7 năm 2012. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton lên tiếng tại hội nghị ASEAN hôm nay ở Phnom Penh, thúc giục các nước quanh vùng Biển Đông dàn xếp vấn đề tranh chấp lãnh hải, không có yếu tố cưỡng bách và kêu gọi ASEAN cùng Trung Quốc hợp tác soạn thảo và tuân thủ bộ luật hành xử về hàng hải để tránh xung đột xảy ra ngoại trưởng clinton kêu gọi tất cả các nước liên hệ hãy giải quyết tranh chấp trong chiều hướng không cưỡng bách không đe dọa và không dùng vũ lực giữa lúc washington thúc giục bắc kinh chấp nhận bộ quy tắc hành xử nhằm giải quyết tranh chấp ở biển đông và bắc kinh vẫn giữ nguyên lập trường muốn thảo luận riêng rẽ với từng quốc gia đang tranh chấp chủ quyền các phân tích gia cho rằng Ngoại trưởng Clinton có thể ra sức cân bằng giữa việc Mỹ hậu thuẫn những đồng minh như Nhật Bản, Philippines và cả Việt Nam với nỗ lực đưa Bắc Kinh vào khuôn khổ luật lệ quốc tế trong lúc không muốn tạo nên căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh. Điều đó được thể hiện rõ trong cuộc họp giữa hai vị ngoại trưởng Mỹ-Trung khi cả ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và người tư nhiệm Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm nay cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ để giảm căng thẳng trong mối quan hệ hai nước. Sau cuộc gặp giữa hai bên vào ngày hôm nay tại Campuchia, ngoại trưởng Clinton nói các lĩnh vực hai nước có chung quyền lợi như kiểm soát bệnh dịch, cứu trợ thiên tai là các dấu hiệu quan trọng cho thấy hai nước có thể làm việc với nhau tại châu Á. Trong khi đó, bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc nói mối quan hệ hai nước đã đạt được những tiến bộ trong năm nay. Ông Dương Khiết Trì nói Trung Quốc đã sẵn sàng cải thiện đối thoại với Mỹ. Cam kết của ngoại trưởng hai nước được đưa ra bên lề hội nghị an ninh vùng châu Á, giữa lúc có những lo ngại tại Mỹ về sự lớn mạnh về kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Mối căng thẳng trên biển Đông cũng là một trong những vấn đề giữa hai nước. Vào năm 2010 tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN, bà Clinton đã khẳng định quyền lợi của Hoa Kỳ tại biển Đông, điều mà Trung Quốc không hề muốn. Trung Quốc đòi chủ quyền trên hầu hết khu vực biển Đông, trong khi các nước khác trong khu vực châu Á như Việt Nam, Philippines, Brunei, Đài Loan và Malaysia cũng đòi chủ quyền trên một phần vùng biển này. Điều này đã gây ra những căng thẳng về ngoại giao giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Trong khi đó, lãnh đạo các nước ASEAN đang gặp khó khăn để đưa ra một tuyên bố cuối cùng trong cuộc họp ngày hôm nay tại Campuchia. Nguyên nhân là do sự chia rẽ giữa các nước đối với Trung Quốc một giới chức ngoại giao Mỹ cho biết phần lớn các nước trong ASEAN thừa nhận khối này đang nằm dưới sức ép để duy trì đoàn kết trong khối khi phải đối đầu với các thách thức nghiêm trọng, chủ yếu là đối với vấn đề Biển Đông. Mười nước thành viên ASEAN đang bàn cãi có nên đưa vấn đề về Biển Đông vào trong bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị này hay không? Philippines muốn đưa về vấn đề tranh chấp bãi cạn Scarborough vào bản tuyên bố chung, nhưng Campuchia, đồng minh của Trung Quốc phản đối. Các nước ASEAN cũng đang tìm cách để đưa ra một bộ quy tắc về ứng xử trên biển Đông với sự khuyến khích từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khối này đang gặp phải những bất đồng liên quan đến việc dùng từ ngữ, nhất là giữa lúc Trung Quốc đang tiếp tục gây sức ép lên các nước trong khối. Vẫn liên quan đến vấn đề lãnh hải và Trung Quốc, Tokyo vừa gửi công hàm ngoại giao cho Bắc Kinh để phản đối việc tàu mang cờ hiệu Trung Quốc có mặt ở vùng biển mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền. Trong tuần này, đây là lần thứ hai phía Nhật Bản lên tiếng phản đối Trung Quốc về chuyện này. Tin từ Tokyo nói rằng chiếc tàu của Trung Quốc bỏ neo ở đảo Điếu Ngư, vùng đảo mà người Nhật gọi là Senkaku. Mặc dù có lời yêu cầu của lực lượng tuần duyên Nhật, nhưng chiếc tàu này không rời chỗ, nhất định cho rằng đang ở trong vùng lãnh hải của Hoa Lục. Bản tin của hãng thông tấn AFP còn cho hay, đích thân Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gamba đã lên tiếng phản đối với Ngoại trưởng Dương Khiết Trì của Trung Quốc khi hai ông gặp nhau bên lề cuộc họp diễn đàn an ninh cấp vùng ASEAN tổ chức tại Phnom Penh. Câu trả lời của Ngoại trưởng Trung Quốc là tàu của họ có quyền hoạt động trong vùng lãnh hải của quốc gia vì chủ quyền đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.